Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì luật sư Thu sẽ trả lời câu hỏi của trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Thì hiện tại thì tôi đã hệ thống hóa và được tổng cộng là 15 câu hỏi. Có một số câu hỏi rất là đơn giản, tuy nhiên là tôi cũng muốn lập một cái video để tặng cho tất cả anh chị em, những người không hẳn là trả lời thẳng cho câu hỏi mà cái người được hỏi mà sẽ trả lời luôn một cái số câu hỏi mà một số người cần giải đáp. Tôi lấy tên của câu hỏi số 2 là tranh chấp hợp đồng thuê nhà 600 triệu thì án phí bao nhiêu em? Thưa chị, nếu trong trường hợp chị tranh chấp hợp đồng thuê nhà 600 triệu thì chị phải đóng tạm ứng án phí là 14 triệu. Tôi sẽ đưa ra 3 cái ví dụ ở 3 cái lĩnh vực khác nhau. Và tí nữa tôi sẽ để cái đường link ở phía dưới là cái danh mục án phí và lệ phí tòa án ban hành theo cái nghị quyết của 326 năm 2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30 tháng 12 năm 2016. Cái lệ phí án phí này tòa án thì nó áp dụng cho rất là nhiều lĩnh vực, thì chúng ta sẽ áp dụng trong lĩnh vực dân sự chị ha. Trong cái việc tạm ứng án phí thì tôi cách tính là như thế này. Thứ nhất là tôi nói về những cái vụ kiện án phí không có giá ngạch. Hôm nay tôi đi kiện ở tòa kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tôi chỉ phải đóng là 300.000 đồng. Tôi đi kiện tòa tôi hủy cái hợp đồng ủy quyền, hay là tôi tuyên bố một cái văn phòng công chứng nào đó, tuyên bố một cái văn bản nào đó vô hiệu thì tôi chỉ đóng 300.000 đồng. Cũng vậy, nếu tôi kiện ly hôn thì tôi chỉ đóng 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đối với vụ kiện không có giá ngạch. Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch là 300.000 đồng. Đối với tranh chấp, thôi, bây giờ qua cái yếu tố thứ hai, đó là tranh chấp dân sự có giá ngạch. Bây giờ tôi đặt ra vấn đề là tôi kiện thừa kế quyền sử dụng đất. Tôi có ba mẹ chết và tôi đi kiện một cục đất có giá trị là 500 triệu. Thì tuy nhiên là nhà có 5 anh em, cho nên tôi đi kiện là tôi yêu cầu được chia thừa kế là 100 triệu. Vậy thì 100 triệu đóng tiền tạm ứng án phí bao nhiêu? Thưa quý vị và các bạn, 100 triệu tạm ứng án phí sẽ là 2,5 triệu. Tôi đưa thêm cho quý vị và các bạn một cái giá ngạch nữa. Nếu tôi đi kiện cái giá trị tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng là 1,5 tỷ thì tôi phải đóng bao nhiêu? Thì thưa quý vị và các bạn, cách tính thì dễ lắm. Quý vị và các bạn sẽ download cái danh mục ở nghị quyết số 326. Chúng ta sẽ tính trên cái cơ sở của cái danh mục án phí và tạm ứng án phí thì chúng ta lấy 50%. Nếu quý vị và các bạn nào không biết thì cứ hỏi trên cái luồng chat, luồng comment thì luật sư sẽ trả lời. Vậy thì câu hỏi đặt ra là 1,5 tỷ thì chúng ta sẽ đóng tiền bao nhiêu? Thì thưa quý vị và các bạn, 1,5 tỷ nó nằm ở điểm D. Điểm D là từ 800 đến 2 tỷ. 36 triệu đồng cộng với 3% phần giá ngạch tài sản vượt quá 800. Đơn giản là 36 triệu nhân từ 800, 1,5 tỷ thì lấy 1,5 tỷ trừ lại cho 800 thì còn 700. 700 mình nhân cho 3% cộng với lại 36 triệu thì mình chia đôi là ra cái số tiền tạm ứng án phí. Thì trong trường hợp này tạm ứng án phí là 57 triệu chia 2, tạm ứng mà 50% là 28.500.000 đồng. Một lần nữa tôi sẽ tính lại cho quý vị và các bạn, tính giống như tính trùm sò tính vậy đó, tính cho đến khi nào mà hiểu thì thôi. Tôi trở lại vấn đề là 1,5 tỷ. 1,5 tỷ thì tranh chấp của danh mục án phí thì nằm trong cái khung từ 800 đến 2 tỷ đồng. Thì mức thu
800 đến 2 tỷ đồng là 36 triệu đồng cộng với 3% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 800. Thôi giờ hiểu đơn giản thôi, 800 là bây giờ mình sẽ đóng 36 triệu, 1,5 tỷ trừ 800 còn 700, 700 mình nhân 3% của 700 là 21 triệu, 21 triệu cộng với 36 triệu là 57 triệu. Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn đóng tiền án phí thì quý vị và các bạn phải đóng là 57 triệu. Tuy nhiên tạm ứng án phí thì chúng ta sẽ lấy 1/2, 50% đó, là chúng ta sẽ đóng 28.500.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, đây là cái câu hỏi số 2. Và cũng từ cái câu hỏi này thì chắc chắn là luật sư sẽ trả lời cho quý vị, quý bạn đọc những cái câu hỏi đơn giản nhất. Tôi cũng mong muốn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta lan tỏa những cái nội dung khác. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi thì hãy mạnh dạn. Nếu như trong trường hợp tôi nói về các bạn hỏi về di chúc thì ở phía dưới cái di chúc đó thì quý vị và các bạn hãy gửi để cho tôi biết nó cùng một cái chủ đề. Còn nếu quý vị và các bạn xem cái câu trả lời của mình có được hệ thống như thế nào đó thì chúng ta sẽ thêm cái phần trả lời của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Đó là sẽ dễ dàng xem nhất. Lý do tại sao tôi không live stream thì cái câu nói là một cái lời nói phát ra thì 8 con ngựa không thể nào chạy được. Cho nên thông qua cái việc mà làm video nguội này thì tôi vẫn muốn kiểm tra lại toàn bộ những cái thông tin và kiểm lại tránh những cái sơ suất trong quá trình mà tư vấn đến quý vị và các bạn. Dĩ nhiên thì tôi cũng rất là hoan nghênh các anh chị chuyên gia, những cái thẩm phán có cái tâm vẫn mong muốn cái chương trình nâng lên một bước. Tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành. Còn lại 14 câu hỏi tôi sẽ trả lời vào những dịp tiếp theo. Quý vị và các bạn có những cái câu hỏi thì cứ mạnh dạn trả lời. Vậy trở lại vấn đề của chị, gút lại vấn đề của chị, một cái chị nào đó nha. Chị bảo là tranh chấp hợp đồng thuê nhà 600 triệu thì tạm ứng án phí là 14 triệu. Cách tính là như thế này chị ạ. Cách tính là 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng thì là 20% cộng với 4% giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 400 triệu. Thì như vậy khi mà chị tính 20% cộng với 4% nhân với 400 đó thì chị ra được con số và sau đó chị chia đôi là ra con số là 14 triệu. Thưa quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, xin trân trọng cảm ơn.